Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình tối thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, bão số 8 với tên gọi là bão Sơn Tinh đang mạnh dần lên khi di chuyển vào Biển Đông. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vào chiều ngày hôm nay 25 tháng 10, bão Sơn Tinh đang di chuyển vào Biển Đông với tốc độ khoảng 25 km h trong 24 giờ tới. Dự báo bão có thể mạnh dần lên do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Đến trưa mai ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão sẽ ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng hơn 600 cây số về phía đông đông nam. Sức gió ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 10 cấp 11. Dự báo đến trưa mai, vị trí tâm bão sẽ cách bờ biển Quảng Bình đà nẵng khoảng 180 cây số về phía đông. Theo dự báo, có nhiều khả năng bão số 8 sẽ vào khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Trong khi đó, kỳ họp thứ tư của Quốc hội Việt Nam hôm nay tiếp tục bàn về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế. Cụ thể, những vấn đề chính đã được đưa ra thảo luận bao gồm thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thời hạn bảo lãnh, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế. Tại phiên thảo luận có ý kiến cho rằng một số quy định trong dự thảo luật chưa cụ thể và đề nghị cần luật hóa tối đa những vấn đề đang được quy định trong văn bản dưới luật. Một số ý kiến khác đề nghị bỏ ân hạn 275 ngày đối với doanh nghiệp sản xuất bình thường hiện nay điều chỉnh thời gian kiểm tra hoàn thuế đến tối đa là 2 năm để hạn chế tình trạng không thể theo dõi hồ sơ do luân chuyển cán bộ, nhân viên và tiếp tục nghiên cứu việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân. Về vấn đề lấy phiếu tín nhiệm đang được thảo luận tại Quốc hội, một đại biểu cho rằng cần tập trung lấy phiếu tín nhiệm ở những cương vị lãnh đạo của chính phủ. Ý kiến này là của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa phát biểu bên hành lang họp Quốc hội đang diễn ra. Trả lời báo dân trí, luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ủy viên Tư pháp cho rằng lý do ông đưa ra ý kiến này là vì chính phủ là những người nắm cơm áo gạo tiền của dân, nắm tài sản của nhà nước, cũng là người hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với dân. Theo ông Trương Trọng Nghĩa, quy trình bỏ phiếu tín nhiệm vừa được trình quốc hội không nên mở rộng đối với đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, mà bước đầu nên tập trung vào những vị trí lãnh đạo cao cấp thuộc lĩnh vực hành pháp và chính phủ. Ngoài ra, đại biểu này cũng đề nghị phải có quy định chi tiết cụ thể để tránh việc lạm dụng và làm lấy lệ. Cũng liên quan đến kỳ họp quốc hội đang diễn ra, đại biểu quốc hội Đặng Thành Tâm vừa được chấp thuận cho vắng mặt suốt kỳ họp lần thứ tư này với lý do sức khỏe. Chủ nhiệm văn phòng quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa cho biết tin này vào ngày hôm nay. Theo đó, ông Đặng Thành Tâm đã gửi đơn xin nghỉ cả kỳ họp cho Chủ tịch Quốc hội vào sáng ngày khai mạc 22 tháng 10 với lý do đi chữa bệnh ở nước ngoài nhưng không cho biết cụ thể là nước nào. Trong khi đó, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho biết ông Đặng Thành Tâm gửi đơn xin nghỉ và đoàn đã có văn bản gửi cho Chủ tịch Quốc hội. Theo Chủ tịch Văn phòng Quốc hội, việc xin nghỉ họp của ông Đặng Thành Tâm là đúng luật. Cũng xin được nhắc lại, ông Đặng Thành Tâm là em trai của bà Đặng Thị Hoàng Yến, nhân vật đã bị Quốc hội bãi nhiệm từ cách đại biểu vào tháng 5 vừa qua với lý do khai báo không trung thực về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội. Gần đây, cả hai chị em ông Đặng Thành Tâm đều liên tục gặp rắc rối một số báo chí tố cáo chị em ông về vấn đề thiếu minh bạch về tài chính trong các phi vụ kinh doanh và cả những vấn đề gia đình có liên quan. Sang tình hình quốc tế thưa quý vị, hai tuần lễ trước ngày khai mạc Đại hội Đảng, lãnh đạo Trung Quốc đã thay đổi thành phần tướng lãnh điều khiển quân đội. Trong thông cáo phổ biến này, Bộ Quốc phòng Hoa Lục cho biết tướng Phòng Phong Huy được đề cử làm Tổng tham mưu trưởng. Chức vụ chủ nhiệm Tổng bộ Hậu Cần được trao cho tướng Triệu Khắc Thạch, chủ nhiệm Tổng Bộ Chính trị là tướng Trương Dương và tướng Trương Hữu Hiệp nắm giữ chức vụ chủ nhiệm Tổng Bộ Trang bị đặc trách phát triển và mua sắm võ khí. Theo AFP, tất cả những vị tướng vừa được trao phó trách nhiệm đều là những người thân cận với ông Tập Cận Bình. Nhân vật sẽ được chọn để lãnh đạo đảng và nhà nước thay thế cho vai trò của ông Hồ Cầm Đào. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Vũ Hoàng kính chào tạm biệt.